Tyson Nguyen, I'm from Tampa, Florida. Oh, and you? Francisco Vũ Trần from Tampa, Florida. Lần đại hội vừa rồi các bạn đã đi đến đất nước nào và tham dự? We went to Madrid in Spain, and well, at first we went to Lisbon, Portugal, and Fatima. We stayed for a couple of days, and then we took a bus and drove all the way to Madrid. Có bao nhiêu người đi chung với bạn trong chuyến đi vừa rồi? Well, we're in a group called 117, and they all came from Seattle, California, and Texas, in Colorado, and there was about 96 people in our group. Yeah. And có biết là bao nhiêu linh mục đã đi chung với mấy bạn không? Chắc ba linh mục. You biết tên những cái người linh mục đó là? Yeah, Chai Yan. Because the last mass, there's they estimate around 2 million people. It was actually a really great experience to actually be gathered in that one spot with over 2 million people. Because I mean, you're meeting a bunch of people from all over the world that all believe in the same thing that you do. So you guys all have the same faith. You're all worshiping the same person, and you're all there for the same reason. So everybody's just gathering, singing, dancing, chanting. Like, it's a great experience to meet all those people though from all different countries. Washington, California, and Texas, and Florida, and Colorado. Beforehand, like, we would email each other back, see about like the days and stuff, and how, like, because we actually got into three groups before we came together. The first group actually went about 2 weeks earlier, like through for like about a month, and then me and him went in the last group. We went like for like 10 days only. But like, we all met up in Madrid, yeah. The most important thing that I learned on this trip was, before this trip, I never really appreciated prayer, but when I went on this trip, I met a lot of people from Seattle, and they would pray a lot. So during this trip, I really, it really occurred to me how much prayer actually meant, like, in your life, so. Well, to see like so many bunch of little kids our age to be strong in their faith actually strengthened my faith. Because before this trip, I didn't really expect much from this trip, but being there actually changed my view of it, and it really helped me strengthen my faith. When we came back, me and him were in a youth group called Tiongyi Tante, and I'm a Huncho, so when I came back, I shared my experience to them and show them how, like, there's not just them that's a Catholic, not just them that has a... Dang, I just messed up. When we got back to the church, like, most of the people that heard about the trip thought it was just going to be like an all-religious trip, like only prayer and such. But we told them that not only when you go there is your faith going to be strengthened, but you also get to meet like numerous amount of people, and you also get to get a lot of sightseeing done. Like, we traveled from city to city, walk around the town at night. I mean, seeing of a lot of great things that you can't see in the U.S., so it's a great experience. And to see them with a lot of they're really, like, what is it? Energetic, very energetic. They always chant around the, like, walk around the city, always do these chants in, like, different languages and all that stuff. It's really amazing. I actually recommend to all the youth kids, the Catholic youth, to actually go, because it's a really amazing experience. It's something that you should go once in your life, and I'm actually planning to go again, actually. After I shared my experience with a lot of kids, it seemed like they were really impressed by it, and it seems like they would like to attend it with me next time. So I've told a lot of people, but I do hope to attend the next one in Brazil. Đối với tôi suy nghĩ là tôi cảm thấy là qua cái kinh nghiệm vừa rồi mà gửi cháu đi đại hội giới trẻ lần thứ 26 đó, thì cháu hấp thụ từ những cái kinh nghiệm của bạn bè từ khắp mọi nơi, những người công giáo mang một cái đức tin duy nhất là cầu nguyện, mang lại cho các cháu được rất là nhiều điều bổ ích. Và cái điều ngạc nhiên nhất là cháu email về cho tôi và cháu nói là mỗi tối cháu đều cùng với cái nhóm của cháu để mà lần hạt 50 kinh để mà cầu nguyện, thì và trong một cái tinh thần, trong một cái không khí rất là sốt sắng. Đó là cái điều mà làm cho tôi ngạc nhiên, không tưởng tượng được. Khi giá trị của một gia đình giáo dục con cái, đó là người Việt Nam chúng ta sống ở tha hương trong những năm vừa qua, thì đã được đánh giá rất cao về cái vai trò của cha mẹ đối với con cái trong vấn đề giáo dục về mọi khía cạnh. Chúng ta không nói chung về riêng về vấn đề tôn giáo, nhưng mà trước mắt nói vấn đề mà khía cạnh chung để mà giáo dục con cái cho nên người đạo với đời. Thì bản thân chúng tôi là một gia đình công giáo,
Và bản thân tôi cũng là một huynh trưởng thiếu nhi liên tục hơn 40 năm qua. Thì vấn đề mà tạo điều kiện và đầu tư cho con cái trong vấn đề tâm linh, vấn đề mà phát triển đạo đức cũng như là kiến thức, đó là cái điều mà cha mẹ cần thiết phải nghĩ đến điều đó để mà phát huy cái tinh thần cũng như cái đạo đức của con cái mình cho tương lai. Không riêng gì cái dân tộc Mỹ, quốc gia Mỹ này, cho cái nguồn gốc người Việt Nam và cho gia đình chúng ta nữa. Đó là tôi thiết nghĩ rằng cái điều mà tôi khuyến khích con cái tôi không dư dả, tôi cũng không có giàu có. Nhưng cái đầu tư cho con cái đó là trách nhiệm và bổn phận của cha mẹ đối với con cái để mà tạo cho con mình có những cái điều tốt đẹp hơn trong tương lai về đạo cũng như đời. Thì cái vấn đề khuyến khích cháu đi, đó là cái điều mà chúng tôi rất mong muốn và rất cảm thấy là có trách nhiệm. Chỉ đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn người Việt Nam, nhất là cuộc sống Hoa Kỳ này. Nên chúng ta nên quan tâm nhiều hơn về vấn đề mà tạo cho con cái mình có những cái điều kiện tốt đẹp hơn trong vấn đề giáo dục. Tôi nghĩ rằng cha mẹ nên cố gắng tạo mọi điều kiện tốt đẹp hơn để cho các em tham dự, nhất là các sinh hoạt của các giáo xứ, thiếu nhi thánh thể, hoặc là thanh niên công giáo, hoặc là những cái đoàn thể nào đó trong cộng đoàn và trong giáo xứ, và đồng thời như là tham dự các cái đại hội của công giáo Việt Nam tại hải ngoại để mà các em ý thức hơn về vấn đề tâm linh, ý thức hơn về vấn đề cái tín ngưỡng của các em đối với giáo hội, cũng như nhất là đặc biệt là sự kêu gọi của Đức Thánh Cha trong cái đại hội vừa qua, giới trẻ nên dấn thân để phục vụ cho giáo hội, để mà cho phát triển giáo hội. Đó là cái trách nhiệm của lớp trẻ. Thì tôi nghĩ rằng thì thay vì các cha phụ huynh tạo cho các em sống thoải mái hơn trong vấn đề tiện nghi vật chất, thì nên tạo điều kiện cho con em chúng ta nó hiểu biết hơn về vấn đề mà tâm linh, tức là về vấn đề tôn giáo, không riêng gì cái đạo Công giáo mà kể cả các đạo khác, đạo Phật giáo hoặc là đạo Thờ Cúng Bà Cha Mẹ cũng vậy. Thì đó là cái điều mà cái giá trị của người Việt Nam chúng ta đã từng được thế giới, cũng như các Đức Cha Hồng Y ở Mỹ này, cũng như trên một số các vị lãnh đạo trên thế giới này khen ngợi về cái tinh thần gia đình cũng như vấn đề mà quan tâm của cha mẹ đối với con cái. Đó là cái điều tôi cảm thấy rất là muốn gửi đến quý vị, để quý vị có một cái sự quan tâm hơn cho vấn đề con cái mình trong tương lai.